xin chào mọi người nha. Thì đây là cái vườn thanh long của mình. Cái ca đèn này của mình là mình thắp đèn bằng bóng led dạng đông 10W nha mọi người. Có bóng led 10W với lại là bóng 9W nữa. Đó thì là mình thấy nó ra rất là ok nha. Mình quay cái video này là để chia sẻ cho mọi người lăn tăn về cái vấn đề là xài bóng led của dạng đông thì nó sẽ ra bông có đạt hay không, thì mình cũng có chia sẻ kết quả với mọi người ha. Thì hôm chạy đèn là mình không có quay video, nhưng mà hôm nay là mình thấy nó ra bông đạt quá, cho nên là mình quay cái video lại để chia sẻ với mọi người là có muốn chuyển đổi từ bóng compact qua bóng led dạng đông á, để tiết kiệm cái tiền điện, thì mình quay cái video này chia sẻ cái kết quả thực tế của mình đã chạy cái bóng led dạng đông 10W nha mọi người. Hầu như là trụ nào nó cũng da tròn trụ hết đó, nó da full dây luôn. Mà như những cái bông này thì nó có ra thì mình cũng sẽ lặt, tại vì nó là bông đực và nó dây tơ, cho nên là mình sẽ lặt nó đi. Mình chỉ để những cái nhánh nào mà đủ lực để nuôi bông thôi, như những nhánh già này và cái bông cái á, thì mình sẽ để lại, còn những cái bông đực là mình sẽ lặt đi. Thì cái hôm mà mình chạy điện á là mình chạy trên đầu trụ nha mọi người. Chạy dây điện á nó đi trên đầu trụ chứ mình không chạy trên ngụ nha. Mình chạy trên đầu trụ, mà cái trụ thanh long của mình thì mình thấy nó còn tơ á, nên mình chạy trên đầu trụ và nó ra bông là đều hết trụ luôn nha, chứ không có cái tình trạng là da một mặt hai mặt hay gì đó, mà nó da tròn trụ luôn. Thì một trụ như vậy là gần như là full dây luôn đó mọi người, nó da rất là đạt luôn. Đó, da mà mình nhìn mà mình sợ luôn mà. Rất là nhiều, cái này là bông nó chưa lớn á. Khi mà nó đã lớn rồi là nó sẽ nhìn nó rất là nhiều. Đó, tròn trụ luôn. Có nhiều cọng dây là da bông mà muốn nát dây luôn. Đó thì mình quay cái video này là chia sẻ cho mọi người về cái bóng led dạng đông 10W và led 9W nha mọi người. Hồi đó là mình mua bóng led dạng đông 10W trước, xong rồi mình chỉ mua một nửa thôi, mua một số thôi, mình chạy mình thấy nó ra đẹp, xong rồi là mình bắt đầu mình mua thêm bóng led 9W, tại vì nó không còn sản xuất cái 10W nữa. Đó mọi người thấy chưa, nó ra mà muốn nát hết cái cây luôn. Cái này mình một mình lặt, vườn này của mình là 450 trụ, thì một mình lặt là mình lặt chắc phải tầm 2 ngày mới hết, còn không là một ngày phải lặt căng lắm mới hết đó mọi người. Có một số trụ là dây yếu này nha, như cái trụ này dây yếu nè, trụ này dây yếu thì nó vẫn ra nha, nó không, tại vì dây yếu là nó không có đẹp, nhưng mà nó vẫn đủ xài nha mọi người. Đó vẫn đủ xài chứ không phải là không da đâu. Thêm một cây này là dây yếu nữa nè, trụ này dây yếu nhưng mà da bông vẫn là đủ xài. Đó thì trụ này được một dây, 2 dây, 3 dây, 4 dây, 5 dây, 6 dây, 7 dây, 8 dây, 9 giây, 10 giây. Thì cái trụ này mình nó yếu thì mình cũng lấy trái nhiêu đó thôi. Đó thì những cái dây mà dây non á thì mình sẽ lặt đi. Đó như những cái này á thì mình sẽ lặt đi, thì không lấy. Đó thì mình cũng đang lặt nụ, mình sẽ lặt một cây cho mọi người coi nha. Đó. Mình sẽ chọn những cái bông to, bông đẹp, bông cái. Những cái bông đực là mình sẽ bẻ đi nha.
Nhưng những cái bông này nè mọi người, nó nhỏ quá. Thì nếu mà mình đã có đủ số lượng bông trên cây thì mình sẽ lặt đi, lấy những cái bông nào mà tròn nè, bông tròn to thì mình sẽ lấy. Thì đối với những cái số lượng bông trên cây của mình dư thừa thì mình sẽ lặt những cái bông đó đi, còn nếu như mà không có thì mình vẫn để lại mình nuôi nha. Cái này thì mình sẽ để lại mỗi chủ một bông thôi, à mỗi dây một bông thôi. Cái bông này là nó ra trên đèn. Cái này bây giờ mình chỉ lặt là mỗi dây mình chừa lại một bông, xong rồi là mình phủ chủ, rồi mình mới lặt lại lần hai tiếp nha. Như những cái dây non này nè là mình sẽ lặt đi. Cái vườn thanh long này của mình là mới được 2 năm thôi, tầm 2 năm rưỡi thôi. Cái năm nay là cái năm thứ hai mình chạy đèn. Và cái ca đèn này á, là cái ca đèn thứ hai rồi nha. Thì mình chạy cái bóng led 10W dạng đông, xen kẽ bóng led 9W dạng đông á, thì mình chạy 16 đêm nha mọi người. Mình bật vào lúc 9 giờ và ngày nào mình cũng bật như vậy cả. Và nó ra nhiều quá. Thì khi mà mình tuyển bông á, những cái bông này nó sẽ còn bị thối, nó sẽ bị thối dụng sinh lý nó nha, cho nên là mình chỉ lặt mỗi dây mình để lại một bông, xong rồi mình xịt nấm phủ chủ đó, xong rồi là mình sẽ lặt lại tiếp lần hai nha. Đó, cho nên lần đầu là mình chỉ lặt như vậy thôi, mình chỉ lặt sơ như vậy thôi. Với lại những cái bông đực, bông đồ đó thì mình sẽ bẻ đi nha. Đó, thì mình cũng xin nói lại cho mọi người nha, là cái vườn này là mình chạy vòng đèn bóng đèn led dạng đông, bóng 10W, xen kẽ bóng 9W. Mình chạy 16 đêm nha, bật vào lúc 9 giờ tối, ngày nào cũng vậy, và nó ra là kết quả tròn trụ nha. Mình chia sẻ cho mọi người lăn tăn về vấn đề cái bóng đó có ra đạt không đó. Đó, như cái trụ này nó ra tròn trụ luôn nè, nó đâu có nuôi nổi.